Một tòa án ở Bangladesh đã tuyên án tử hình lãnh đạo đảng Hồi giáo lớn nhất của nước này vì tội ác chiến tranh. Tòa án đặc biệt gồm 3 thành viên ở Dhaka hôm thứ Tư đã đưa ra bản án được chờ đợi bấy lâu nay là treo cổ ông Motur Mahatman Nizami, 71 tuổi, một cựu bộ trưởng trong nội các Bangladesh. Hồi tháng 6, tòa từng trì hoãn bản án sau khi các giới chức y tế nói ông Nizami bị bệnh nặng và không thể ra tòa. Ông Nizami, người đứng đầu đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami, đã bị buộc tội diệt chủng, giết người, tra tấn, cưỡng hiếp và hủy hoại tài sản vì vai trò của ông trong cuộc chiến giành độc lập từ Pakistan kéo dài 9 tháng vào năm 1971. Bangladesh nói những kẻ tiếp tay ở địa phương và binh sĩ Pakistan đã giết chết 3 triệu người, cưỡng hiếp 200.000 phụ nữ và khiến cho khoảng 10 triệu người phải lánh vào các trại tị nạn ở nước láng giềng Ấn Độ. Đảng Jamaat-e-Islami phản đối phong trào đòi độc lập ra khỏi Pakistan. Kể từ khi được thành lập vào năm 2010, các tòa án đặc biệt đã xét xử ít nhất 10 lãnh đạo đối lập về các tội ác chiến tranh.